Chào mừng các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đến với tiết học môn công nghệ 8. Tiết trước thì chúng ta đã học bài 24 khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp bài số 25 mối ghép cố định, mối ghép không tháo được. Trước khi học bài mới chúng ta sẽ kiểm tra kiến thức cũ. Đầu tiên, chi tiết máy là gì? Chi tiết máy được ghép với nhau như thế nào? Các bạn sẽ cùng suy nghĩ và nhớ lại kiến thức cũ. Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, có nhiệm vụ nhất định trong máy. Chi tiết máy được ghép với nhau theo hai kiểu là ghép cố định và ghép động. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm của mối ghép cố định, mối ghép không tháo được. Các em sẽ quan sát hai hình ảnh trên, hình A và hình B có điểm gì giống và khác nhau. Mối ghép ở hình A là mối ghép hàn, mối ghép ở hình B là mối ghép gen. Chúng ta sẽ suy nghĩ hai mối ghép này có điểm gì giống nhau và khác nhau. Đặc điểm giống nhau của hai mối ghép đó là để liên kết các chi tiết hay ghép nối các chi tiết. Ở đây chúng ta thấy là cả hai mối ghép đều ghép nối hai chi tiết, cũng có những mối ghép có thể ghép từ hai chi tiết trở lên. Và điểm khác nhau giữa hai mối ghép này là mối ghép hàn là ghép nối chi tiết khi chúng ta muốn tháo rời các chi tiết thì sẽ rất là khó khăn, và nếu chúng ta vẫn cứ tách rời hai chi tiết này thì chắc chắn sẽ phải phá bỏ, tức là sẽ làm hỏng một trong các chi tiết. Còn mối ghép B là mối ghép gen, chúng ta có thể tháo rời các chi tiết một cách dễ dàng bằng cách là chúng ta tháo đai ốc, sau đó đến vòng đệm và tách rời các chi tiết 1, 2 mà không làm ảnh hưởng đến các chi tiết, tức là các chi tiết vẫn ở thể nguyên vẹn. Và vậy thì cách để chúng ta có thể tháo rời hai mối ghép trên thì cũng như cô đã trình bày, đó là chúng ta, một là mối ghép hàn thì chúng ta chỉ còn có cách là gì ạ? Phá bỏ, tức là chúng ta đập bỏ. Tức là có thể dùng bằng búa này, tạo các cái lực rất là mạnh để có thể tháo rời chi tiết. Còn với mối ghép gen thì chúng ta sẽ dùng một cách rất là đơn giản, đó là tháo đai ốc, sau đó đến vòng đệm là chúng ta có thể tách rời các chi tiết ra rồi. Vậy bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những cái đặc điểm kỹ hơn về mối ghép cố định, mối ghép không tháo được trong bài số 25. Phần 1 la mã chúng ta sẽ tìm hiểu về mối ghép cố định. Đối với phân loại các cái mối ghép thì chúng ta sẽ chia ra làm hai mối ghép như ở cái ví dụ khởi động ban đầu là mối ghép không tháo được và mối ghép tháo được. Vậy thì cái đặc điểm của mối ghép không tháo được thì cũng như ở ví dụ đó là muốn tháo rời các chi tiết thì buộc phải phá hỏng các thành phần của mối ghép. Còn mối ghép tháo được thì có thể tháo rời các chi tiết ở thể dạng nguyên vẹn. Tức là các em nhìn vào những cái ví dụ thực tế như là cái chảo thì được ghép với nhau bằng mối ghép đinh tán. Và chúng ta muốn tháo rời các cái chi tiết, nghĩa là chúng ta có thể tháo rời cái chảo và cái tay cầm, thì chúng ta chỉ còn cách là phá hỏng cái thành phần của mối ghép. Còn đối với những cái chi tiết mà có gen, chúng ta dễ dàng có thể tháo rời các chi tiết mà không làm ảnh hưởng đến các chi tiết. Chúng ta sẽ ghi cái phân loại và đặc điểm của hai loại mối ghép là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được vào vở. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần 2 la mã mối ghép không tháo được. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về mối ghép bằng đinh tán. Còn đối với mối ghép bằng hàn thì sẽ được giảm tải trong chương trình và các em không phải học đến. Chúng ta có thể đọc để tham khảo thêm kiến thức. Tìm hiểu về mối ghép bằng đinh tán. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của mối ghép. Các em sẽ quan sát hình ảnh A là mối ghép bằng đinh tán. Chúng ta quan sát là trong mối ghép có đinh tán, có chi tiết 1 và có chi tiết 2. Vậy chúng ta sẽ nêu những cái đặc điểm của đinh tán và đặc điểm của chi tiết được ghép thông qua tìm hiểu kiến thức trong sách giáo khoa cũng như là hiểu biết thực tế. Về đặc điểm của đinh tán, chúng ta có thể quan sát hình B trong sách giáo khoa và kiến thức. Đầu tiên về đặc điểm của đinh tán và những cái mối ghép đinh tán thì chi tiết ghép là đinh tán thì có dạng hình trụ, đầu có mũ làm bằng kim loại dẻo, và chi tiết được ghép thì có dạng tấm.
Và đương nhiên để mà ghép được mối ghép bằng đinh tán thì yêu cầu cái đinh tán ở đây phải được làm bằng kim loại dẻo, là vì chúng ta luồn một đầu của đinh tán vào lỗ, sau đó chúng ta đập bẹt cái đầu còn lại để cố định hai chi tiết, thì yêu cầu ở đây là phải làm bằng kim loại dẻo. Và chi tiết ghép thì có dạng tấm mỏng. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần đặc điểm và ứng dụng. Đặc điểm của mối ghép bằng đinh tán thì thường dùng khi nào? Chúng ta sẽ quan sát cũng như là các cái mối ghép thực tế và tìm hiểu thêm kiến thức trong sách giáo khoa để nêu được mối ghép đinh tán thường dùng khi nào. Đối với mối ghép bằng đinh tán thì vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn thì khi đó họ sẽ sử dụng bằng đinh tán. Và đối với những cái mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao thì họ sẽ sử dụng, và mối ghép chịu được lực lớn và chấn động mạnh thì khi đó họ sẽ sử dụng đến mối ghép bằng đinh tán. Và đối với ứng dụng thì trong cuộc sống chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái mối ghép bằng đinh tán cũng như là các cái cấu trúc kết cấu ở cầu đường này, hay là ở các cái dàn cầu trục, rồi các dụng cụ sinh hoạt gia đình. Chúng ta có thể quan sát những cái ứng dụng sử dụng đến đinh tán, ví dụ như là các cái mối ghép ở trên cầu thì có thể sử dụng đến đinh tán, và các cái dàn cần trục họ cũng sử dụng mối ghép đinh tán. Tuy nhiên thì hai ví dụ này thì hơi khó để chúng ta có thể nhìn được rõ hơn cái mối ghép bằng đinh tán. Vậy thì chúng ta có thể lấy những cái ví dụ về đồ dùng có mối ghép đinh tán trong lớp học và ở gia đình. Đối với trong lớp học hoặc là ở gia đình thì chúng ta có thể nhìn được một số cái mối ghép bằng đinh tán, ví dụ như là quạt trần của lớp học này, hoặc là cái ghế xuân hòa ở lớp học thì cũng có mối ghép đinh tán. Và các cái đồ dùng ở gia đình chúng ta rất là quen thuộc, ví dụ như là dao hay là vung nồi hoặc là các cái kìm thì cũng được sử dụng đến mối ghép đinh tán. Ngoài ra thì chúng ta có thể lấy thêm các ví dụ khác rất là nhiều, phong phú ở trong cuộc sống. Đối với phần B là mối ghép bằng hàn thì sau này sẽ không yêu cầu các bạn học ở trên lớp, mà chúng ta sẽ chỉ đọc thêm, tham khảo thêm thôi. Thì chúng ta có thể tìm hiểu, về nhà chúng ta có thể tìm hiểu thêm các cái mối ghép như là bằng hàn thì có rất là nhiều loại hàn, như là hàn điện hồ quang, hàn điện tiếp xúc và hàn thiếp. Đối với bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở cái sơ đồ tư duy, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về mối ghép cố định này, và có hai loại mối ghép là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được. Về mối ghép không tháo được thì chúng ta học về mối ghép bằng đinh tán, còn mối ghép tháo được thì chúng ta sẽ học tiếp ở bài số 26. Về nhà thì các em sẽ học bài cũ, đọc và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa, đọc trước bài 26 là mối ghép tháo được. Các em sẽ ghi cái nội dung hướng dẫn về nhà, sau đó là thực hiện. Rồi, cô xin chào các em và chúc các em ở nhà thì luôn mạnh khỏe này, giữ gìn sức khỏe, và chúng ta sẽ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân cũng như gia đình. Chào tạm biệt các em.